Hello, em xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc Việt Nam Vlog. Hôm nay mình lại tiếp tục đang đi làm xúc đất lên xe công nông đây các bác. Thì hôm nay là vẫn tiếp tục cái video trước có một máy xúc và 4 xe công nông. Thì do là hôm nay là thời tiết nó hơi nắng một tí cho nên là em che cái phần bên này lại nhá các bác nhá. Thì mình xúc đứng ở trên bệ này thì nó đỡ bị chói vào cái camera. Bây giờ thì em đang xoay cái bệ ngang rồi, bởi vì cái đất ở phần bên này là sắp hết rồi. Thì lát nữa thì mình sẽ rút gọn cái này và chạy ra phía đằng sau kia. Một lát nữa thì xúc cái xe này nó thông thoáng đi thì em sẽ quay lại cái đằng sau để giới thiệu cho các bác. Thì hôm nay thì làm cái công trình này thì là nó cũng hơi bận một chút, cho nên là mình không thể quay chi tiết được cái bên dưới. Bốn xe công nông chạy và chạy ra đổ úp bát thôi các bác, đổ vào cái chỗ nền sân trường học, cũng đúng là đất cứng thôi, cho nên là cái lượng đất rồi thì là chỗ đổ nó rất là dễ. Các bác khi là bắn một phát là ra là đổ một phát xong là quay lại thôi, chứ không cần phải là đổ lấn hay là không cần phải san nhét gì cả, cho nên là cái lượng xe đi nó rất là thoát xe. Máy thì gần như là liên tục đây anh em ạ. Mình ngồi thế nào bây giờ là 4 rưỡi rồi. Mình ngồi từ lúc 2 rưỡi đến bây giờ rồi. Ngồi liên tục mà thời tiết nó nắng như này. Đấy. Nhưng mà mình ở trong này thì không ảnh hưởng các bác ạ. Bởi vì là cái máy của mình nó có điều hòa. Điều hòa nó không khí ở trong này nó mát lắm. Cho nên là mình ngồi làm vẫn rất là thoải mái. Nếu như mà máy này mà không có điều hòa ấy, cái mặt trời kia nó dọi vào kính thì cái không khí ở trong cabin thì nó rất là nóng đấy, như ở những cái tay trang rồi thì là cái di chuyển kia kìa, nó có những cái dây tiêu thủy lực kia các bác, nó sinh ra nhiệt rất là lớn, cho nên là mình khi mà mình làm cái vào cái mùa gọi là mùa hè mùa nóng này ấy, thì nó rất là nóng luôn. Đấy, anh em nào đi làm mà gọi là lâu năm hay là làm chuyên nghiệp rồi anh em đều biết rồi đấy, những cái dòng máy này thì nó gọi là những cái dây tiêu của nó hoặc ở dưới sàn đây này, nó cách nhiệt, nó gọi là cách cái cabin của mình nó chỉ có một chút thôi, cho nên là nó cái nhiệt nó cũng không thể tỏa đi hết được. Nếu như dòng máy to ấy, tất cả những cái bơm meo rồi thì là cái hệ thống thủy lực của nó ở cách xa ra ấy, thì là nó rất là thoáng cái máy. Cái dòng máy của mình nó cũng dạng như kiểu máy to các bác nhá, bởi vì là nó là đối trọng nó thò ra ngoài. Đấy, đối trọng nó thò ra khỏi xích ấy các bác. Đấy, cho nên là cái máy nó cũng gọi là tương đối thoát rồi. Nhưng mà cái dòng mà nó nguyên kính như thế này thì nó cũng là một cái gọi là nhược điểm của nó. Nó kính nhiều quá. Tứ phía nó là kính rồi. Đằng trước trên trời này, hai bên sườn nữa, đằng sau này cũng là kính này. Nếu như mà nó không phải là kính thì nó sẽ không thông thoáng rồi, thì làm nó sẽ gọi là vĩ. Cái dòng này là đặc điểm của nó là như vậy. Thì dòng máy con mà các bác, máy con thì bao giờ nó cũng phải chui rúc chỗ nọ chỗ kia rồi thì làm những cái công việc nó gọi là đòi hỏi kỹ thuật, mà nó phải là thông thoáng cái tầm nhìn đi thì mình làm nó mới hiệu quả được. Thì nó bí quá đi thì cũng khó nhìn rồi thì là khó làm. Đấy, có hai xe đang chờ kia kìa. Lúc nãy thì mình gọi là chỉnh cái camera này với lại là gọi là nhỡ một chút thôi. Thì các bác ấy về các bác ấy nghỉ ngơi nữa. Lâu lâu thì cái thùng nó lại dính đất thì các bác ấy đào cái đất đi, cho nên là chỉ cần chậm một chút thôi là nó sẽ lại nhỡ chuyến ngay. Giả dụ như này mình xúc đều đi, nó lại khoảng 4-5 chuyến đi là nó lại đều nhau, cứ xe vào xe ra xe vào xe ra, nhưng mà cứ nghỉ một chỉ cần chậm một chút thôi, nhưng mà nó sẽ bị chậm rất là nhiều. Một xe chậm thôi là nó sẽ kéo được cả dàn luôn. Đi còi cho ba cái đi nhá. Cái xe tiếp này thì mình sẽ xúc ở trong cái ta lui này. Cái lượng đất ở trong cái này nó rất là dày. Đấy, mình có thể là mình xúc tẹt ga mà nó không ấy gì cả. Nó không sợ bị hết đất. Ở phía trong kia thì là cũng có đất, nhưng mà do là cái chỗ đất đầu đổ ấy các bác,
nó chưa có cái chỗ đổ để nó xúc hết được cái đất ở cái khu vực này, cho nên là mình cứ làm dần dần thôi, làm đến đâu sẽ gọn luôn đến đấy, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến những cái cây cối kia. Nếu như mà cái cây kia mà nó mà lượng đất của người ta mà lấy mà nó hết được cái khu này là người ta sẽ chặt, người ta dọn sạch đi luôn cho mình luôn, đốt sạch sẽ luôn, ở đầu đằng dưới kia là mai mình lấy là người ta đã đốt sạch hết rồi. Nếu mà có được đốt sạch được như thế làm nó rất là gọi là đất rất là sạch, đi mang đi ra ngoài kia bán cho người ta, đổ cho người ta nó cũng, người ta cũng thích. Cái đất này mang đi đổ đường được này anh em này, nó dạng như kiểu là sỏi ong này, nó gần như kiểu là đất với lại một cái những cái viên đá trắng trắng nhỏ nhỏ các bác, đất ca. Đất này mà mang đi làm đường là cũng được đấy, rất là tơi và rất là lẫn đá sỏi. Đấy, cái lượng đất rồi thì là lượng đá này này nó cũng vừa phải, không có đá to mà đất thì cũng không có đất mùn nhiều, chủ yếu nó là đất nặng nặng thôi các bạn, nó cũng không phải là đất xít hẳn. Rồi mình có điện thoại một chút nhé. Anh à, hôm qua lúc em điện cho nó bảo nào à, tí tối về em bảo nó xem nào. Vâng. À, bây giờ mình sẽ múc ở sát chân đây nhá, múc ở gần cái chỗ chân này để lát nữa cho cái xe đấy kia nó vào gần đây. Đấy, không đâu, kia nó lại bị dính thùng rồi các bác, lại đứng ở kia để đào đất rồi đấy. Với lại cái thời tiết này nó cũng nắng nóng ấy các bác ấy, đi nó bụi nhiều các bác ấy cũng mệt mà. Như mình ngồi ở trong cabin này thì thoáng mát thì không nói. À, bác kia đổ dầu. Buổi sáng ra là chắc quên chưa đổ dầu. Chạy đến chiều là nó hết dầu. Như cái gầu của mình nó đang bị dính thùng nhá. Hiện tại, à dính gầu nhầm, lại bảo gầu dính thùng. Cái gầu này nó ép đất, khi mà mình ép đất đấy các bác, đất nó lại có một cái độ ẩm nữa, cho nên là nó hay bị dính. Cái này thì không tránh khỏi được. Hôm nay mình có một cái cây mình vứt ở bên kia kìa. Lúc nào mà xe nó đi nó thông thoáng, nó rảnh rỗi thì mình lại tiếp tục mình ra mình đục nó đi cho nó thoáng ra. Múc ở gần thì đổ ở xa, múc ở xa thì đổ ở gần, thì cái vòng quay của mình nó sẽ gọi là nó ít hơn, nó sẽ nhanh đầy cái xe hơn. Xe này đi ra đường cho nên mình múc nó cũng cân đối vừa phải đấy nhá, không nhiều lắm. Gọi cái chỗ này đi để lát nữa sẽ cho cái xe kia nó vào đây. Nô vào cái chỗ này đi. Mòi cái này xuống đất nó tơi thì mình đào nó sẽ nhanh hơn. Đấy, mình đứng ở cái thế múc như này là cái mặt trời nó chiếu vào cái này thì mình cũng đỡ bị nóng này. Như lúc trước mình đứng dọc nó ra khi mà quay lại là rất hay là bị chói vào mắt. Là lúc trước mình cũng chưa quay video được nhiều. Đấy, đến bây giờ nó tránh được cái mặt trời này mình quay nó cũng dễ nè. Bác kia đổ dầu.
mồi mồi vào đây. Ui sồi, bác kia đi lên dốc khói như kiểu là đốt đống rơm mình bác ạ. À, nhìn cái khói à. Đấy, sẽ xin nhàn nhau bác kia, bác ấy vào đây nhá. Mình đi còi như này thì để cho bác ấy biết, tức là nếu mà một đội mà đi làm cùng nhau quen rồi ấy, là mình cứ giơ cái gầu ở đâu là cái bác xe bác ấy sẽ tự động bác ấy lùi vào chỗ đó. Đấy, lúc nãy mình chưa quay ra đây, mình chỉ tít còi thôi nhá. Là bác ấy đã quay về đây rồi. Ok nhá. Đấy. Vào đúng ở mồm này luôn. Lát nữa có một xe đỗ bên cạnh đây thì mình lại xúc ở dưới chân. Xúc cái đất tơi kia thì nó sẽ lại nhanh hơn. Đấy. Xúc ở gần đổ ở gần, đổ ở xa đổ ở xa. Vậy thì nó sẽ đỡ phải quay nhiều. Sẽ nhanh được cái ấy của mình hơn. Mình rất thích ở xúc ở những cái chỗ nào mà đất nó cao, đất nó nhiều đất. Nó đất thứ nhất là đất mình xúc ra nó đẹp, mình không phải dọn cỏ nhiều mà xúc nó được lâu. Đấy. Xúc một cái ta lui nó cao khoảng 4 mét như thế này là mình xúc được có khi được cả tiếng mình mới phải chuyển một lần bệ. Nhưng mà nếu mà xúc nó khoảng 1 mét 2 mét thì cứ một tí nó hết, một tí nó lại hết. Với cái tần suất máy cứ hoạt động liên tục như này. Chung là nhiệt độ máy của mình đây này anh em ạ. Nó chỉ lúc nào cũng ở một nửa thôi. Hôm nọ thì mình vừa mới đi thông cái két nước đi rồi. Cái mùa nóng này là từ cái lúc mình mua về là đầu năm thì là cái két nước của mình từ bên Tây ấy, các bác, từ bên nước ngoài về ấy, từ bên Hàn Quốc về ấy, là chưa có xử lý. Hôm vừa rồi là nó thời tiết nó cái mùa mấy hôm nóng nóng nhất kỷ lục ấy thì nó cũng nóng máy, cho nên là mình mới rảnh rỗi mới mang ra để xử lý nó đi. Đi thông két nước rồi thì là bỏ cái van nhiệt ra. Thì là đến bây giờ thì không phải lo nghĩ gì về cái nhiệt độ máy nữa rồi. Rất là ổn định và máy rất là mát luôn. Bây giờ mình sẽ xúc ở dưới chân này nhá. Cái xe kia nó dừng lại để mình xúc vào đây thôi. Lát nữa mình sẽ vào đây, nếu mà nó vào thì cho nó vào luôn. Cái xe này nó chờ lâu rồi mà, xúc luôn cho cái xe này. Cái này nó chờ lâu rồi đây, nó đổ dầu. Thôi thì cứ xe nào về trước thì mình xúc trước thôi. Nhưng mà cái xe này là do nó đổ dầu nên nó bị chậm mất một chuyến. Thì bây giờ nó vào thì mình sẽ xúc luôn cho nó, để cho nó bắt kịp với đồng đội, không có là đến tối về lại nhỡ chuyến. Đi làm cái đất này mà là, gọi là mà tranh nhau mà từng xe một đi thì là rất hay là mất lòng nhau, cho nên là mình cứ hài hòa thôi. Xe nào về trước thì xúc trước. Đấy. Xe nào về sau mà nó đi nhanh hơn ấy, nó lùi vào trước ấy, thì cũng để chờ thôi, để cho các bác ấy đi cho nó đều nhau thôi. Không có lại bác đến sớm bác đến muộn rồi thì xe đầu nổ với xe đầu động cơ ô tô kia nó khác nhau chứ bác. Đầu nổ thì nó không thể bốc được bằng cái động cơ ô tô được. Đầu nổ nó đi cái số nó gọi là nó lì hơn, nó không thể bốc được bằng cái máy động cơ của ô tô đóng lại kia. Cái xe này lúc nãy là nó lùi vào sau, nó hơi bị xa một chút. Xúc liên tục như này thì cũng hơi căng thẳng. Ngày trước cứ bảo là xúc xe là dễ nhất, nhưng mà đến bây giờ đi làm rồi mới biết các bạn. Nói chung là xúc xe có khi còn căng thẳng hơn làm những cái việc khác. Nó vừa phải tính toán đất này, vừa phải
lấy mặt bằng này, nếu mà có ta luy là phải lấy cả ta luy này, nếu mà gọi là đòi hỏi về cái tốc độ tiến độ công trình ấy, đấy, lại còn phải là xúc nhanh và dẻo kết hợp của phát là làm đâu nhanh gọn luôn đến đấy nữa. Chung là xúc xe cũng là một cái gì đó ra gì đấy các bác ạ. Nói chung là điều hoàn hảo nhất thì nó thường là đến từ những cái nhỏ nhất mà, chứ không phải là cái gì to tát đâu. Đấy, cứ một xe ra một xe vào đều như vắt chanh. 12 phút mà không biết em được bao xe rồi, chắc cũng phải được đến 6-7 xe rồi. Chung cái máy của em nó cũng là một cái dòng nó xúc rồi thì là hoạt động nó ổn định đấy các bác ạ. Nhấc cần rồi thì quay toa rồi thì là những cái ấy kết hợp của nó là không thể chê được. Cho nó lắp vào cái chỗ góc trong kia, nhưng mà ba cái lại đi mất rồi. Cái chỗ này thì mình sẽ xúc ở phía trong này nhá. Nói chung là cái xe này các bác cái đến nó hơi bị đứng nó hơi xa một chút thì mình sẽ xúc ở đây. Thì lát nữa mình muốn phải xúc ra cái mép của cái ranh giới đất kia cơ. Còn cái chỗ này thì cứ để đấy đã. Lát nữa mình xúc rút gọn sau. Ranh giới nó đến cái chỗ cây mỡ kìa các bác nhỉ. Có cái một cái cây đây này. Đấy đấy, có một cái cây nó trắng trắng bé bé kìa. Ở chỗ mình gọi là cây mỡ, không biết ở các bác có gọi cái cây nào là cây mỡ không? Cây đấy, cây đó thì là nó trồng nó rất là lâu phát triển, nó không như cây keo đâu. Mà nó lại lên gỗ các bác. Nói chung là nó cũng có một tí giá đấy, nhưng mà so với cây keo thì cây keo bán được 2 lần rồi thì bắt đầu nó mới được 1 lần. Mà giá cả thì nếu mà 2 lần keo cộng lại thì nó đã hơn gần rất là nhiều rồi. Lúc trước có một máy là đến múc ở chỗ kia kìa. Cái do cái đất nó ít hay là các bác ấy chuyển bệ đi làm ở chỗ khác hay sao ấy, mà không thấy làm nốt cái góc chỗ này. Thì hôm nay mình sẽ đứng để mình múc cho nó hoàn thiện luôn. Múc cho nó gọi là vuông cái đất này luôn, để sau này là chỉ có việc là nếu mà có hạ cái mặt bằng này xuống nữa thì hạ, còn không hạ thì mình sẽ nói chung là cứ để cho nó vuông đất ra thôi. Sau này mình cứ làm lôm nhôm ở đây đến lúc người ta lại đi sửa nhiều. Để cho cái xe này nó vào đây được, nó phải biết nó vào cái chỗ này để mình xúc vào đây cho nó nhiều đất. Đấy, xong rồi một lát thì có cái xe đứng ở đây. Đấy, như cái chỗ này là mình xúc từ đây mình đưa sang nó rất là gần, mà cái lượng đất này nó nhiều lắm chứ anh em. Mình xúc cơ mà chục phút nữa nó không cụt được cái chỗ này đâu. Đấy, hôm nay có một ít rác là mình dồn hết lên trên kia rồi. Thêm nữa khả năng là mình sẽ mua thêm một cái camera nữa, mình sẽ treo nó ở đằng sau, mình sẽ làm một cái ở đằng trước này, một cái quay đằng trước và một cái quay đằng sau.
khi mà cần góc rộng thì anh em sẽ có cái góc rộng. Chung là làm nó mất công hơn một chút nhưng mà anh em xem nó sẽ cải thiện được cái gọi là cái tầm nhìn hơn. Hôm trước mình đi xuống Hà Nội mình có mua cái máy tính đấy, cũng được gọi là gần một năm rồi. Nói chung là mình thấy là cái máy cái tính của mình nó khá là bền. Có những hôm mình ngồi một phát từ 6 rưỡi đến 1 giờ đêm. Là ngồi từ 18 giờ với các bác, 8 giờ 30 mình đi làm về cái là khoảng 6 rưỡi mà. Là mình ngồi mình làm một phát là đến 12 rưỡi, nói chung là cứ đều như thế. Có hôm thì đến 10 rưỡi. Có hôm thì đến 1 giờ cơ. Mình đang làm edit video xong là mình lại đăng lên trên kênh nữa. Chung là video càng dài càng nhiều thì nó lại càng lâu. Cũng rất là căng thẳng đấy. Chung làm đồng lương thì nó cũng không phải là dễ như các bác nghĩ đâu. Bây giờ cái gầu của mình nó khá là dày đất rồi. Chờ mãi mà chưa thấy nó rơi. Cái xe này thì là mình thấy múc ở đây nhá. Múc ở gần, đổ ở gần. Thì nó có xe vào thì mình lại múc ở gần. Trên cao này mình đổ vào. Như vậy thì các bác sẽ không bao giờ hết đất được, không bao giờ thiếu đất được. Tình trạng chung của các anh em mà mới đi làm ấy, là nó sẽ bị hết đất. Tức là múc một lúc là bí, không có chỗ để mà múc nữa. Bởi vì múc có khi là không quen là lại múc vòng tròn hết. Các bác không tính được cái đường đi nước bước ấy. Hay bị kiểu vậy. Là cái đầu đổ ở ngoài kia nó cũng thông thoáng, xe đi lại nó cũng nhanh. Có cái video này thì mình xem là được bao phút rồi, 2-3 phút cũng khá là lâu rồi. Mình xin kết thúc cái video ở đây nhá các bác nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, may mắn trong cái công việc mà mình làm, cũng như là thành công hơn trong cuộc sống. Anh em xem video thì nhớ cho mình xin một like và hãy comment cái ý kiến của các bác ở dưới cái video này nhé. Thì em rất là muốn là các bác sẽ có những cái chia sẻ góp ý giúp em, cũng như là có cái gì đấy mà em làm nói mà nó không chưa đúng hoặc là không hiệu quả thì các bác có thể là để lại cái bình luận để em gọi là rút kinh nghiệm, cũng như là cải thiện cái chất lượng video, cũng như là trình của mình nó sẽ nhanh hơn, gọn hơn và giúp mọi người cùng nhau phát triển. Có những anh em thì cũng học nghề cũng rất là hay xem video của mình. Thì là cũng có nhiều anh em là xem từ lúc mà còn đi học đến bây giờ đi làm rồi. Các bác ấy vẫn xem, các bác ấy vẫn để lại bình luận. Anh em thì nói chung là không ai là biết được hết tất cả, cho nên là anh em có gì biết hoặc là có gì cần giúp nhau thì cứ giúp. Đấy, cái góc này mình sẽ múc nó gọn đi nhé. Lấy cái cặp vào. Gọn nó vứt sang bên kia đi. Lát nữa thì phải dồn nó vào cái góc kia đi nhé.
hết nó xuống đây. Đây mình bắn nó ra gần đi. Nó ra gần đứng ở đây. Lát nữa thì mình xuống thì mình múc cái đầu kia. Cái này thì cứ lấy nó tương đối bằng này nha anh em nhé. Do là cái mặt bằng trước các bác ấy lấy là nó chỗ cao chỗ thấp. Đấy, cho nên bây giờ mình lấy theo là mình cứ theo cái mặt bằng cũ mình lấy thôi. Bên này thấp thì mình làm thấp, còn bên trên này cao thì mình làm nó cao bằng nhau, nó không có mình làm thấp đi thì nó lại thành một cái đọng nước các bác. Đọng nước vào thì nó không hay, không đẹp. Sau này nó trũng ở đấy thì lại không làm cái gì được. Ok, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nhá.